Mình chào quý vị khán giả của chương trình Cà phê sáng. Hôm nay là mùng 7 tháng Giêng và cũng là ngày chúng ta trở lại công việc sau 9 ngày vui Tết sum vầy bên gia đình, người thân. Thưa quý vị, tạm gác những cuộc vui bên người thân, bạn bè để trở lại công việc. Không biết là năm nay trên các ngã đường và thành phố Hồ Chí Minh hay là Hà Nội thì các tuyến đường có đông đúc hay là xảy ra vấn đề kẹt xe vì nhiều người không hiểu chung ha? Có lẽ đến phút 90 chị Minh Nhật ạ, thì mọi người cũng đã về quê ăn Tết rồi. Và thưa quý vị và các bạn, quyết định về quê ăn Tết cho nên là tình trạng ùn ứ khi hết Tết để trở lại nơi làm việc vẫn xảy ra. Tại Hà Nội thì người dân quay trở lại sớm hơn từ mùng 5 Tết, lượng người đã rất đông tại các cửa ngõ ra vào Hà Nội. Cụ thể trên cao tốc Pháp Vân Cầu Rẽ, lượng phương tiện đông gây khó khăn khi tham gia giao thông, nhất là các điểm ra vào tuyến. Tại cửa ngõ phía Bắc trên tuyến cao tốc Nội Bài Lào Cai, lượng phương tiện về qua trạm cũng khá đông đúc. Tại khu vực đầu cao tốc quốc lộ 5 hướng về Hà Nội, lượng xe vắng hơn, phương tiện lưu thông thuận tiện. Việt Nam đã cải thiện 28 bậc trong bảng chỉ số phục hồi COVID-19 trong tháng 1 năm 2022 nhờ tỷ lệ tiêm chủng vaccine nằm trong top đầu thế giới và những tín hiệu mở cửa du lịch. Đây là thông tin do Nikkei công bố. Với việc tiến tới chiến lược sống chung với COVID-19, Việt Nam đã nới lỏng các quy định nhập cảnh đối với công dân nước ngoài từ cuối tháng trước. Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch cũng đề xuất từ ngày 31 tháng 3 tới, Việt Nam sẽ mở cửa hoàn toàn để đón khách du lịch quốc tế và đưa khách trong nước đi du lịch nước ngoài qua tất cả cửa khẩu quốc tế. Theo bảng xếp hạng trang web các trường đại học trên toàn thế giới, Webometrics mới công bố bảng xếp hạng tháng 1 năm 2022, Đại học Quốc gia Hà Nội tăng 15 bậc so với hồi tháng 7 năm ngoái, từ 959 lên 944 thế giới, tiếp tục duy trì vị trí số 1 Việt Nam. Đây là bảng xếp hạng đánh giá năng lực chuyển đổi số và sự xuất sắc về công bố quốc tế trên hệ thống Scopus và Google Scholar của cơ sở giáo dục đại học trên toàn thế giới. Các tiêu chí xếp hạng gồm mức độ ảnh hưởng chiếm 50%, sự xuất sắc chiếm 40% và chỉ số về độ mở học thuật chiếm 10%. Thưa quý vị, Lào Cai với điểm đến Sapa lý tưởng đã thu hút trên 70.000 lượt khách du lịch trong những ngày nghỉ Tết Nhâm Dần năm nay, tăng khoảng 25.000 lượt khách so với dịp Tết Nguyên Đán Tân Sửu 2021. Tỷ lệ đặt phòng trong những ngày qua tại các khu điểm du lịch của Lào Cai và đặc biệt là tại Sapa đã đạt khoảng 90% công suất. Trong đó, phân khúc cao cấp từ 3 sao trở lên đạt 100% trong các ngày mùng 2, mùng 3, mùng 4 Tết. Các phân khúc còn lại đạt trên 70%. Trong những ngày Tết, mặc dù nhiệt độ giảm sâu, nhiều sương mù và có mưa phùn nhẹ, nhưng khu du lịch quốc gia Sapa vẫn thu hút đông du khách. Năm 2022, du lịch Lào Cai đã có sự chuẩn bị, thích nghi với tình hình diễn biến dịch bệnh COVID-19 và sẵn sàng tham gia hoạt động đón khách quốc tế. Tết Nguyên Đán 2022 là dịp để du lịch tái khởi động, tạo đà phát triển cho sự trở lại của ngành du lịch. Các cơ sở kinh doanh được yêu cầu thực hiện nghiêm túc các quy định về niêm yết giá bán và bán đúng giá niêm yết, không tăng giá ép giá du khách, đảm bảo duy trì chất lượng dịch vụ như cam kết, phục vụ du khách tận tình, chu đáo, góp phần giữ vững thương hiệu du lịch Lào Cai, điểm đến an toàn, thân thiện, văn minh, hiếu khách. Trong khi đó, tại Phú Yên, kỳ nghỉ Tết Nguyên Đán Nhâm Dần, lượng khách du lịch đến tham quan nghỉ dưỡng tăng cao. Đây là những tín hiệu vui đầu năm mới, tạo đà cho ngành du lịch tỉnh Phú Yên thực hiện mục tiêu đón khoảng 2 triệu lượt khách trong năm 2022. Từ mùng 1 đến mùng 3 Tết Nguyên Đán, tổng lượng khách du lịch đến Phú Yên đạt 19.800 lượt, tăng 52% so với cùng kỳ. Lượng khách tham quan tại các di tích danh thắng là 20.885 lượt, tăng 50,4% so với cùng kỳ. Doanh thu hoạt động du lịch đạt 23,7 tỷ đồng, tăng 57% so với cùng kỳ năm 2021. Du khách chủ yếu đến từ Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh Tây Nguyên. Một số khu du lịch đã bố trí các không gian vui xuân mang phong vị quê hương để thu hút du khách. Có trang trí theo cái kiểu gốc quê, lại gợi lại không khí quê xưa ở cái Tết cổ truyền của Việt Nam mình, với những cái hoạt động dân gian giống như là ông đồ, rồi có chơi đi cà kheo. Lượng khách du lịch đến Phú Yên trong kỳ nghỉ Tết Nguyên Đán tăng cao, đồng nghĩa với nguy cơ bùng phát dịch COVID-19. Tại các điểm kinh doanh du lịch dịch vụ, các danh lam thắng cảnh đều tuyên truyền nhắc nhở du khách thực hiện đầy đủ 5K. Các đơn vị lữ hành trong tỉnh chuẩn bị tốt các phương tiện vận chuyển khách và đảm bảo việc khử khuẩn. Mình thấy mấy cái chỗ nó làm cũng tốt, có mã QR quét để xác định người đi đâu, tới đâu. Cũng có đưa cái cồn sát khuẩn rửa tay cho khách. Năm 2022, tỉnh Phú Yên đặt ra mục tiêu đón khoảng 2 triệu lượt khách du lịch.
trong đó có 20.200 lượt khách quốc tế, doanh thu trong lĩnh vực du lịch phấn đấu đạt khoảng 2.242 tỷ đồng. Với lượng khách du lịch đến tham quan nghỉ dưỡng tại tỉnh Phú Yên tăng cao những ngày đầu năm mới Nhâm Dần, đã cho thấy những tín hiệu khả quan. Thưa quý vị và các bạn, tại cuộc thi nhiếp ảnh gia du lịch của năm 2021, hai tác giả Việt Nam là Trần Việt Văn và Nguyễn Tấn Tuấn đã giành giải thưởng cuộc thi. Trong cuộc thi này, thì Travel Photographer of the Year, nhà nhiếp ảnh gia du lịch của năm, là một trong những giải thưởng nhiếp ảnh được đánh giá là rất kỹ lưỡng và nghiêm ngặt nhất trên thế giới. Có 5 tác giả Việt Nam được chọn vào chung kết, trong đó tác giả Trần Việt Văn, công tác tại báo Lao Động, đạt giải nhì ở một ảnh chùm con người và câu chuyện. Giải nhất, ảnh Smart Stroke Eye Travelix. Anh dự thi với bộ ảnh về nghệ nhân Trịnh Ngọc làm giày da thủ công đã 90 tuổi ở thành phố Hồ Chí Minh. Nhiếp ảnh gia Nguyễn Tấn Tuấn hiện sống và làm việc tại thành phố Hồ Chí Minh. Bức ảnh anh chụp những con trâu nước di chuyển theo đàn đi tìm nguồn cỏ mới trên hồ Dầu Tiếng ở Tây Ninh vào mùa nước cạn. Tác phẩm được xếp vào top giải khuyến khích trong một ảnh đơn. Thưa quý vị, sinh ra đúng thời điểm tỉnh Bình Phước được tái lập năm 1997, những chàng trai cô gái tuổi 25 mang trong mình nhiệt huyết, lý tưởng sống, mong muốn được cống hiến sức trẻ, xung kích đi đầu với những nỗ lực của bản thân. Mùa xuân của đất nước cũng như tuổi trẻ hôm nay đang cháy lên những đam mê và khát vọng làm chủ tri thức bằng sức trẻ của mình, dệt nên mùa xuân của xã hội. Đón xuân mới, mời quý vị cùng gặp gỡ họ, những công dân 25 tuổi của tỉnh Bình Phước đang góp phần làm cho mùa xuân tươi thắm hơn bằng khối óc, bàn tay lao động của tuổi trẻ. Được sinh ra trên mảnh đất Bình Phước anh hùng, vậy nên lòng yêu quê hương đối với người thanh niên trẻ này như một lẽ thường tình. Là một trong những người phụ trách công tác đoàn và phong trào thanh thiếu nhi ở Tiến Hưng, anh Thịnh luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình. Bằng sức trẻ, anh cố gắng cùng với các đoàn viên thanh niên làm nhiều hơn những chương trình tình nguyện vì xã hội, góp phần xây dựng địa phương xứng đáng với niềm tin mà đảng và nhà nước giao cho tổ chức đoàn. Với anh, đây là cách thể hiện tình yêu quê hương. Thời gian tới thì em luôn học tập theo các anh chị đi đầu và luôn nỗ lực cố gắng phấn đấu cho bản thân, trong luôn hướng dẫn và tuyên truyền cho các thế hệ đi sau đoàn của em, thì luôn xây dựng những ước mơ hoài bão và tư tưởng lập trường vững vàng trong thanh niên. Từ khi ngồi trên ghế nhà trường, anh Năng đã được giáo dục về lịch sử của tỉnh Bình Phước. Anh càng yêu quê mình và quyết tâm học tập, làm việc và cống hiến sức mình cho quê hương. Thể hiện tình yêu quê hương, mỗi người sẽ có hành động riêng. Với anh Năng, điểm chung nhất và trước nhất là thực hiện tốt trách nhiệm và nghĩa vụ công dân. Là một cái công dân của tỉnh Bình Phước và cái độ tuổi thì cũng bằng với độ tuổi của tỉnh Bình Phước, thì là em luôn tự hào cũng như là luôn cố gắng để có thể là đóng góp cái sức lực nhỏ của bản thân để có thể là đóng góp vô cái thành công chung, cái phát triển chung của tỉnh nhà. Tuổi trẻ là khoảng thời gian quý báu trong cuộc đời của mỗi người. Những công dân 25 tuổi này vẫn tràn đầy năng lượng. Họ nắm bắt kiến thức và công nghệ mới, khát khao khẳng định bản thân. Vì vậy, làm việc hết mình, nỗ lực vì đam mê và quý trọng từng giây phút của tuổi trẻ là điều mà công dân 25 tuổi đang hướng tới. Được những cái ước mơ hoài bão của mình thì em luôn là không ngừng học hỏi, học tập và cố gắng tiếp thu những cái điều mới từ kiến thức từ bên ngoài, từ những người xung quanh, những người thân cũng như từ những công việc của mình, để tạo cho mình một cái nguồn tri thức tốt nhất để có thể mà tiếp bước vào đời, để có những cái hành trang để giúp bản thân mình phát triển tốt hơn. Tại thì cũng phải cố gắng hết mình thôi, tại mình bây giờ mình còn trẻ mà, thì mình phải cố gắng phấn đấu để được mọi người tin cậy trong cuộc sống này. Đừng quá lo lắng về việc bạn sẽ trở thành ai, hãy tập trung hơn vào việc bạn sẽ làm gì. Khi một người thực sự đam mê công việc của mình, một cách tự nhiên họ sẽ tự vươn lên và được mọi người tôn trọng vì những gì họ đã làm. Một năm khởi đầu từ mùa xuân,
Đời người khởi đầu từ tuổi trẻ. Ngày mai bắt đầu từ hôm nay. Ngày mai với họ, những người trẻ đầy nhiệt huyết, kiên trì theo đuổi đam mê, dũng cảm đối mặt với những thử thách, cùng những bước chân vững chãi và sức mạnh tráng niên hôm nay, nỗ lực làm nhiều việc thiết thực, góp sức xây dựng một xã hội hiện đại, văn minh và nghĩa tình. Lễ hội ánh sáng Copenhagen vừa khai mạc đầy rực rỡ tại thủ đô của Đan Mạch, quy tụ tới 50 tác phẩm nghệ thuật sắp đặt trưng bày tại nhiều địa điểm trong thành phố. Đây đã trở thành lễ hội ánh sáng lớn nhất châu Âu. Nhiều nghệ sĩ quốc tế đã mang đến lễ hội các sản phẩm độc đáo giàu ý nghĩa. Một nghệ sĩ người Pháp cho biết anh hy vọng tác phẩm của mình sẽ khiến mọi người nghĩ về du lịch bay lượn và đi khắp thế giới. Sau 2 năm chịu nhiều hạn chế vì đại dịch Covid-19, sự kiện đã mang lại nhiều cảm xúc cho cả những người tổ chức và khách tham quan. Những nghệ sĩ đến từ nhiều nơi đã cùng nỗ lực làm việc trong thời tiết khắc nghiệt để tổ chức lễ hội này. Tôi hy vọng mọi người sẽ trân trọng thành quả của chúng tôi. Tôi hy vọng mọi người đến đây có thể tận hưởng vẻ đẹp của nghệ thuật và của thiên nhiên nữa. Phần lớn các tác phẩm ánh sáng được lắp đặt dọc theo cầu cảng và trên cầu dành cho người đi xe đạp. Lễ hội ánh sáng của Copenhagen sẽ kéo dài đến ngày 27 tháng 2. Tết Nguyên đán không chỉ diễn ra ở châu Á, người dân tại thủ đô Helsinki của Phần Lan cũng đang hòa chung không khí chào mừng năm mới Nhâm Dần. Triển lãm điêu khắc băng với chủ đề là hổ đang được tổ chức trên đường phố Helsinki đã trở thành một điểm nhấn đáng nhớ. Theo quan điểm của người châu Á, con hổ được đề cao bởi sự dũng cảm. Vì vậy, năng lượng của chú Sơn Lâm sẽ khiến cho mọi người có một năm mới năng nổ và tích cực. Sự kiện Tết Nguyên đán được thành phố Helsinki tổ chức lần đầu vào năm 2007 và tiếp tục được duy trì qua nhiều năm. Những bức thư thất lạc sau hơn 50 năm cuối cùng cũng đến được tay người nhận. Câu chuyện hy hữu này xảy ra ở Litva và đã mang đến nhiều cảm xúc cho những người trong cuộc. Trong bức thư được đóng dấu bưu điện vào tháng 3 năm 1970, một cô bé tên Ewa ở Ba Lan phàn nàn rằng xe buýt không đến được làng của cô nữa và cô phải đi bộ ngoài trời trong thời tiết âm 23 độ C. Cô cũng nhờ người nhận. Một cô bé 12 tuổi tên Gunnarva Klovoska sống tại thủ đô Vilnius của Litva gửi cho cô hình các diễn viên các thử tạp chí. Sau 51 năm 9 tháng, bức thư cuối cùng cũng đến được tay người nhận. Bà Klonoska, giờ đã 60 tuổi, cho biết đã không thể nhớ được người bạn tâm thư của mình. Bà cho biết, bà trao đổi thư với rất nhiều bạn bè nước ngoài theo một chương trình thường được đăng trên báo. Bức thư của Ewa là một trong loạt bưu phẩm của 17 người khác được tìm thấy mắc kẹt trong lỗ thông gió của một bưu điện cũ ở ngoại ô Vilnius. Nhân viên bưu điện chỉ tìm được 5 người nhận, một số người đã qua đời và những bức thư được chuyển đến người thân. Nhiều người đã không giấu được xúc động khi nhận được những bức thư từ 50 năm trước, cho phép họ biết thêm về cuộc sống hàng ngày của cha mẹ mình ngày xưa. Thưa quý vị, đại dịch COVID-19 đã khiến cho cuộc sống của người dân trên toàn thế giới thay đổi. Ở trong đó không thể không nhắc tới một nhóm đối tượng rất dễ bị tổn thương, đó là những người mẹ. Vâng, thưa quý vị và các bạn, trong cuộc chiến chống COVID-19 thì xúc động nhất vẫn là các sản phụ chẳng may bị F0, bởi họ không chỉ cố gắng để giành lại sự sống mà còn phải chiến đấu để bảo vệ đứa con thân yêu của mình. Lo lắng khi lần đầu làm mẹ, nhưng nỗi lo dường như bị nhân lên gấp bội với những phụ nữ mang thai và chờ đón đứa con của mình chào đời trong đại dịch. Dù gặp rất nhiều những khó khăn, nhưng nhiều đứa trẻ đã chào đời trong vòng tay yêu thương, trong niềm hạnh phúc của cha mẹ và niềm vui của các y bác sĩ. Mời quý vị cùng theo dõi câu chuyện về những người mẹ trong đại dịch sau đây. Với cô Claudia Zamora, khoảng thời gian 9 tháng 10 ngày mang thai đứa con đầu lòng khi nước Mỹ chìm trong đại dịch COVID-19 là khoảng thời gian cô không thể nào quên được. Tôi đeo khẩu trang, rửa tay thường xuyên, không tới các chỗ đông người. Đó là tất cả những gì tôi làm được. Lúc đó rất khó lên lịch hẹn với bác sĩ khoa sản, gọi điện tới các trung tâm tư vấn sức khỏe bà mẹ trẻ em, thì hầu như đều báo bận. Câu chuyện của cô Claudia cũng là câu chuyện chung của rất nhiều bà mẹ mang thai và mới sinh con trong giai đoạn COVID-19 bùng phát và lây lan. Tôi tới bệnh viện một mình, trong khi chồng tôi phải ở nhà trông hai đứa trẻ còn lại. Xung quanh tôi khi đó chỉ có ba nữ hộ sinh, không có người nhà.
Cảm giác phải tự mình đối mặt với mọi thứ thực sự đáng sợ. Tôi nhiễm COVID-19 đúng lúc sinh con. Tôi thực sự sợ hãi và hoảng loạn vì không biết phải làm gì. Điều duy nhất tôi nghĩ được lúc đó là liệu con tôi có bị ảnh hưởng gì hay không. COVID-19 đã làm gián đoạn những dịch vụ y tế như chăm sóc khi sinh tại nhiều quốc gia, khiến cho hàng triệu bà mẹ mang thai và trẻ sơ sinh đối mặt với nhiều nguy cơ hơn. Giờ đây các bà mẹ phải chuẩn bị tinh thần đón đứa con của mình chào đời trong một thế giới đã thay đổi, một thế giới mà các bà mẹ mang thai sợ đến trung tâm y tế vì lo lây nhiễm hoặc không kịp được chăm sóc khẩn cấp do các dịch vụ y tế đang bị quá tải. Nhưng giữa những khó khăn, nhiều hành động hỗ trợ bà mẹ mang thai và trẻ sơ sinh càng trở nên đáng quý. Bản thân tôi cũng đang mang thai ở tuần thứ 31, vì vậy tôi hiểu rất rõ những nỗi lo lắng của các sản phụ tới khám. Cũng vì thế, tôi luôn cố gắng đưa ra những lời khuyên thiết thực nhất từ kinh nghiệm của chính bản thân mình. Chúng tôi cố gắng tiếp cận với nhiều bà mẹ mang thai thông qua các mạng xã hội khác nhau để giúp họ có được những thông tin chính xác nhất về việc tự bảo vệ mình trước đại dịch, loại bỏ những thông tin sai lệch về vaccine và hỗ trợ họ nếu có khó khăn gì sau sinh. Hành trình làm mẹ của biết bao phụ nữ trên thế giới đã đang và sẽ còn nhiều thay đổi. Thế nhưng, trong khó khăn, những mầm sống vẫn đâm chồi, nảy nở, thắp lên niềm lạc quan để thế giới cùng nhau vượt qua đại dịch. Thưa quý vị, câu chuyện về những người mẹ và mầm sống nhỏ đã cho chúng ta thấy cuộc sống luôn tiếp diễn dù trong hoàn cảnh nào. Chỉ có nỗ lực vượt qua thì mọi khó khăn không thể cản bước chúng ta tiến về phía trước, đúng không ạ? Vâng, và năm mới Nhâm Dần với những dũng khí của chúa tể muôn loài, chúc quý vị gặt hái được nhiều thành công, công việc, sức khỏe đều nhanh và mạnh như hổ. Yeah.